bị cái cổ bước một hai bước một cái này xoay tay để mình xíu một cái xoắn cái xíu một cái nữa rồi tác trước tác trước ừ đúng vậy đang dây cái xoay được tác thế nào cần xoay một xíu đã rồi ta xoay bước một hai sụp xuống xoay một lại rồi một hai sụp xuống đang sụp xuống nhớ cái này cái bước một chân lên chân thứ hai mới chém bước chân sau lên đi rồi chân trước tới bước tới mới chém đó tôi mới lúc nó mới chém cái tay nó mới rồi như vậy á được cái đang vậy á thấy không chân sau đó chân sau nó đang về thì nó mới đảo này nó là đảo rồi mình xoay cái chân đi qua đây một phút nào không quay chân lại lại đảo lại mới được cái tay nó nằm vậy đó là hết đó làm lại đi từ múa cho nó đừng có phát đúng rồi đó mà nó còn hơi.